Yong sinh ngày 12 tháng 2 năm 1990 là một nữ diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc. Nữ diễn viên Park Bo Young sinh ra trong một gia đình có hai chị em gái. Cô là em út và chị gái cô là một giáo viên dạy nhạc piano và bố cô là một quân nhân Hàn Quốc. Năm 2005, Park Bo Young xuất hiện trong bộ phim ngắn có tên là Equal dù mới học cấp 2. Bộ phim này đã đạt được giải thưởng tại Liên hoan phim tuổi trẻ quốc tế Seoul lần thứ 7. Năm 2006, thì Park Bo Young chính thức ra mắt trong bộ phim truyền hình trung học Secret Campus, đảm nhận vai nữ chính Cha Aran. Lúc đó thì cô mới 16 tuổi, nhưng đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên và chân thật. Một năm sau, năm 2007, thì nữ diễn viên Hàn Quốc Park Bo Young tiếp tục vào vai học sinh trung học trong bộ phim Makerel Run. Trong bộ phim này, cô đã gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ tạo hình với mái tóc ngắn và khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương. Đồng thời cũng trong năm nay, thì Park Bo Young có sự thể hiện đầy xuất sắc trong tác phẩm phim The King and I. Nữ diễn viên đã tái hiện thành công giai đoạn thời trẻ của nhân vật Hoàng hậu Yoon, vợ thứ hai của vua Jeong-yong. Năm 2008, Park Bo Young góp mặt trong bộ phim Ông ngoại tuổi 30. Đây chính là bộ phim đưa tên tuổi của Park Bo Young lên hàng sao. Trong bộ phim này, thì cô nàng vào vai bà mẹ trẻ đơn thân Hoàng Jung-nam trên hành trình tìm lại người bố do cha Tae-hwin thủ vai. Bằng lối diễn xuất tự nhiên, chân thật trong bộ phim Ông ngoại tuổi 30, thì Park Bo Young đã giành được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cũng nhờ thành công của bộ phim này mà cô được mệnh danh là em gái quốc dân. Năm 2009, thì Park Bo Young nhận được giải thưởng nghệ thuật Big Sang cho nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất và giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất của hạng mục điện ảnh. Năm 2011, Park Bo Young tiếp tục vào vai học sinh trung học trong bộ phim về đề tài áp lực học đường Jungle Fist. Tuy nhiên, trong tác phẩm này, cô đã từ bỏ hình ảnh trong sáng, đáng yêu quen thuộc của mình để thử thách khả năng diễn xuất với vai diễn chịu nhiều áp lực và bi kịch. Cuối năm 2012, Park Bo Young đóng cặp cùng Song Joong Ki trong bộ phim tình cảm giả tưởng A Wayward Boy. Và chỉ sau 5 ngày, bộ phim này đã đạt được thành công vang dội. Khi bán được 1 triệu vé và sau 2 tuần, con số đó đã lên tới 7 triệu, trở thành cơn sốt toàn châu Á. Không chỉ lưu dấu ấn với điện ảnh, Park Bo Young trở thành cái tên quen thuộc trong cộng đồng người hâm mộ K-pop khi xuất hiện trong MV Fiction của nhóm nhạc BTS. Đây là một trong những hit huyền thoại của K-pop từng được đông đảo fan hâm mộ ưa thích. Năm 2013, Park Bo Young tham gia đoàn làm phim Law of the Jungle, một chương trình phim tài liệu thực tế của một số người nổi tiếng, họ phải tìm cách sống sót ở vùng hoang dã New Zealand. Năm 2014, thì Park Bo Young hợp tác cùng với Lee Jong-suk trong bộ phim Hot Young Blood, hình tượng chỉ đại lạnh lùng, dẫn đầu băng đảng nữ sinh và sẵn sàng đánh bất cứ ai làm trái ý kiến của mình, khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ, bởi cô vốn sở hữu khuôn mặt hiền lành, ngây thơ, trái ngược với tính cách của nhân vật. Năm 2015, Park Bo Young đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Oh My God của đài TVN Hàn Quốc và đã thu hút đông đảo khán giả. Đây là lần đầu tiên Park Bo Young đảm nhận vai chính trong một bộ phim truyền hình sau nhiều năm hoạt động ở lĩnh vực phim điện ảnh. Vai diễn ma nữ trong bộ phim Oh My God đã giúp nàng diễn viên Hàn Quốc này trở thành người có thù lao cao nhất trong lịch sử của đài TVN với số tiền lên tới 30 triệu won, xấp xỉ 600 triệu đồng cho một tập phim. Cùng năm đó, thì Park Bo Young nhận vai nữ chính Cha Yoo-ran trong bộ phim The Silence. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu 10 năm gia nhập làng giải trí của nữ diễn viên này. Năm 2017, Park Bo Young tham gia vai chính ở trong series phim Strong Girl Do Bong Soon của JTBC. Nhân vật cô đảm nhận là một người có sức mạnh siêu phàm. Bộ phim Strong Girl Do Bong Soon đã phá vỡ kỷ lục rating ở bảng phim truyền hình ngắn tập của đài JTBC và trở thành một trong những bộ phim được đánh giá cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp của Hàn Quốc. Năm 2018, Park Bo Young tham gia bộ phim lãng mạn On the Wedding Day, Ngày Em Đẹp Nhất, đóng cặp với Kim Jong-wang. Đây là bộ phim tình cảm, lần đầu tiên có sức công phá mạnh mẽ hơn cả hàng loạt bộ phim bom tấn, hành động cùng thời điểm ra mắt tại Hàn Quốc. Cũng trong năm nay, Park Bo Young tham gia bộ phim Abyss của TVN. Trong vai một công tố viên xinh đẹp, người biến thành một cô gái có vẻ ngoài giản dị sau khi được hồi sinh bởi một quả cầu bí ẩn. Bộ phim Abyss được công chiếu vào tháng 5 năm 2019. Và sau 2 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ thì năm 2021, Park Bo Young tái xuất trở lại với bộ phim Doom at Your Service. Trong bộ phim này, nữ diễn viên vào vai Tak Dong Kyung, cô gái chịu nhiều tổn thương nhưng có sức sống mạnh mẽ. Ở thời điểm hiện tại, Park Bo Young đang được đánh giá rất cao về mặt diễn xuất. Cô khiến khán giả quên sạch một Do Bong Soon tươi sáng, đáng yêu nhưng vô cùng mạnh mẽ ngày nào để được khóc cười cùng Tak Dong Kyung. Với ngoại hình thấp bé và gương mặt nhỏ nhắn, trẻ trung,
Nữ diễn viên Park Bo Young được công chúng mệnh danh là biểu tượng đáng yêu của Hàn Quốc bởi khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt to cùng với nụ cười rạng rỡ. Các đường nét này giúp Park Bo Young trông trẻ hơn tuổi thật. Bên cạnh vẻ ngoài đó, cô còn sở hữu kỹ năng diễn xuất đáng nể, có thể hòa thân vào nhiều dạng vai khác nhau. Chính những ưu điểm này đã giúp Park Bo Young thu hút một lượng fan vô cùng đông đảo. Trên đây là mọi thông tin về tiểu sử cũng như sự nghiệp của nữ diễn viên xinh đẹp Hàn Quốc Park Bo Young. Để biết được thêm tin tức về những ngôi sao hot nhất hiện nay, mời các bạn hãy cùng theo dõi những video của Blog Giải Trí nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của Blog Giải Trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.